xin được giới thiệu, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vương, ca sĩ Cẩm Ly, đạo diễn Hoa Nhật Nam và nhạc sĩ Minh Vy. Ủa, đỡ, bên đây đỡ nè, trời ơi, dạ đỡ. Đỡ đây nè, ừ, bên đây là đỡ vậy nè. Dạ, xin chào các anh chị, một tuần mới, trời ơi, tươi mới, lung linh lộng lẫy. Trời ơi, Sụ có thấy hôm nay không? Khang với lại chị Vân, sau cái đêm vừa rồi là chúng tôi đã quyết định mặc đồ cặp nè. Ba cặp luôn. Đây là ba cặp. Dạ em xin phép mời anh Nam bước qua nhà. Chị nói đi. Quý vị thân mến, tuần này lại đổi mới. Anh Vi, anh muốn nói gì? Anh Vi có vẻ không vui lắm về cái sự bắt cặp này, đúng không anh? Nay gia đình chị Phú cử ai đi? Là một câu hỏi quen thuộc ạ. Bây giờ là cháu gái, em gái rồi, có hết rồi, giờ mình cử ai? Hôm bữa là bà vợ nhỏ của ông Phú rồi nha. Nhưng mà Phú là ai? Phú là ai? Nay tôi đến đây tư cách bạn gái. Bạn gái của Khang mà. Wow! Trời ơi, tôi không biết Phú là ai cả. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng tôi mới quen nhau. Hôm trước thì mới là, trời ơi, chắc tôi yêu Minh Xù này quá ha. Bé bi à. Đốt cuộc hôm nay là Bi Nguyên Khang. Cái người hiện tại mới là quan trọng nè. Tôi chỉ yêu người hiện tại của tôi ngày hôm nay thôi. Đó chính là chị Tư Cẩm Ly. Vâng à. Ôi chân. Trời ơi, em không gì thấp. Kém nhìn mình. Dạ em xin lỗi anh Vâng. À, không biết là cảm xúc của anh khi đến với chương trình này là như thế nào anh hả? Hình như cái tập này em đâu có vai nào đóng đâu, đúng không? Dạ đúng rồi, không có vai nào đóng chứ. Khang có cưng, Khang có. Dạ. Chết. Đó, em chết hiểu rồi. Em hiểu chưa? Tại chị... vì anh em lỡ hung chị Cẩm Ly không được sự cho phép của anh là anh không cắt vai luôn. Cuộc tình của chúng ta trở nên tan vỡ từ đây vì đây thôi, chị hiểu không? Ủa em, cuộc tình em thêm một từ nữa là nó trong sáng liền. Cuộc tình gì chị? Tình bạn.